Trong buổi làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện bệnh viện đã cập nhật tình trạng bệnh nhân sau 12 ngày điều trị. Hiện hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay chân đã khô mài, tróc vảy và lên da non. Các bóng nước ở họng cũng đã lành, hết đau, bệnh nhân phục hồi sức khỏe. PCR dịch tiết một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính. Trước đó, từ tháng 7, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hệ thống giám sát bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 20 tháng 7, thì viện đã tập huấn cho 5 tỉnh trọng điểm của miền Nam, gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Cần Thơ là những tỉnh trọng điểm về nhóm đối tượng nguy cơ cao có khả năng lây nhiễm. Về việc xét nghiệm thì viện cũng đã sẵn sàng cái quy trình cũng như là sinh phẩm một phần để có thể bước đầu làm hoạt động giám sát xét nghiệm đáp ứng với phòng chống dịch. Trưởng đoàn giám sát, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Lương Tâm đánh giá cao cách xử lý kịp thời của Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chuẩn bị các kịch bản kịp thời ứng phó dịch bệnh đầu mùa khỉ. Đặc biệt, tức là chỉ đạo là việc là chống nhiễm khuẩn lây nhiễm tại các bệnh viện, bảo vệ cho các cán bộ y tế, cũng như là chúng ta chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các cái phòng khám da liễu của tại thành phố để chúng ta tăng cường cảnh giác, tức là các cái trường hợp đến khám và điều trị tại các cái khu vực tư nhân này. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các cái cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men và để mà kịp thời thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân không để lây lan. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn giám sát, đại diện Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh công tác giám sát và phát hiện ca mắc là vô cùng quan trọng. Do cái đặc điểm mà cái đường lây của cái bệnh đậu mùa khỉ như vậy đó, thì ngành y tế thành phố ngay từ đầu chúng tôi không chỉ là giám sát tại các cái cửa khẩu như sân bay, tuy nhiên các cảng biển, mà chúng tôi cũng tập trung vào các cái phòng khám để khám các bệnh lây đường tình dục như da liễu và phối hợp với chương trình HIV để làm sao mà có những cái tầm soát, những cái khám phát hiện sớm trong những cái người có hành vi nguy cơ. Ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam cũng cần sẵn sàng ứng phó, chủ động nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ.